lai Vân nấu hủ và hầm, dùng chả thắt lát thịt băm. Bên này có một miếng da heo nữa nè cả nhà, chút nữa bỏ vô nấu canh luôn. Bên này Vân luộc trứng cút, một chút nữa kho thịt. Rồi Vân bỏ da heo vô. Trời ơi, ngon quá cả nhà ơi. Xuất sắc. Chuẩn bị kho thịt cả nhà ơi. Bên đây luộc thêm trứng vịt. Giờ đổ nước dừa vô nhé cả nhà. Hai trái dừa không ơi? Hai trái. Hai trái dừa to đùng quá cả nhà. Mới lên cho nó. Ôi, cục thịt nó đỏ tươi ngon quá à. Thịt này thịt, thịt tươi nè. Chúng ta mình bớt. Mình bớt nhỏ cho nó. Rồi cho ra dĩa. Cho dĩa cho lên màu một chút. Thêm dưa hấu ăn với thịt kho trứng nữa. Giờ Vân cho trứng vô cho nó thấm ra nha. Đây, một miếng đó là mình sẽ ăn được cả nhà ơi. Bị một trứng giữa ăn luôn cả nhà ơi. Luộc trứng bị một trứng giữa cả nhà ơi. Ăn luôn. Trứng giữa nước. Ăn nước lên. Mời cả nhà ăn cơm trưa cùng Vân nhé. Thịt kho trứng, khổ qua hầm, rau càng cua bắp gỏi, ăn với dưa kiệu. Mời cả nhà ăn trưa cùng chị em Vân nhé. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Có trứng trước rồi. Trứng nó béo còn ngon nha. Mà cả nhà ăn dưa kiệu. Dưa kiệu còn giòn không? Trứng cút rồi vừa ăn vừa sai. Mình kho đã dừng hơn tiếng. Thằng cua bóp. Thằng cua bóp ra chua ngọt. Cắn như vậy. Chua chua ngọt ngọt không á. Rồi thịt tươi là thịt nó đỏ nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà nhé. Thấm ngon quá. Cái này nó ngon quá trời còn nước. Bóc hết đi. Nước ngon quá rồi, trời nước rồi. Nước dưỡng nguyên chất luôn hả Vân? Khoa là cái gì? Bây giờ đây đi mọc luôn. Mọc quá trời. Ăn xong mình dẫn ra nha chứ. Thật mềm luôn nha. Đã khổ tắt nha. Tắt rồi chị.
Cái này thì em lau rồi anh ơi, ngồi ổn nhất. Giống tốt quá. Đúng kiểu tốt luôn kìa. Có dưa hấu nha. Lấy ăn trắng miệng dưa hấu. Hồi nãy có dưa hấu nữa mà con thấy nó nhiều quá, bày lên bàn nó sợ quay không hết. Mọi người không thấy. Chấm vô nước nha. Mềm ngon á. Thịt hết luôn á. Vâng là lấy nguyên cục luôn. Mắm ớt chấm vô loại nguyên cục luôn, nó mới ngon. Mời cả nhà nhé. Ngon quá. Cái miệng gì dữ rồi. Hòa nó nguyên cục luôn. Gắp bỏ ớt luôn. Con vậy đó mới ngập mồm. Tự khó ăn mạnh dạng chứ. Em thì ngoạm nữa cục. Ăn cục không được hả? Ăn cục nhiều quá đi. Ngoạm cục mà thôi, chị cũng cắn ra có chuyện qua hết được. Da heo trắng phiếu mà không? Ngoạm đi. Trứng cút. Xong, em đến xong rồi. Chị em Vân cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Vân nhé. Cảm ơn mọi người xem video.